Đây, học bộ với giá 1 triệu. Em đố anh em luôn, có nằm ở đâu? Đây nè, ở đây không có đúng không? Ở đây cũng vậy không có đúng không? Đây nè, nó nằm ở đây nè. Đây nè, đó, nó nằm ở đây nè. Anh em nhìn trên tổng thể cái máy á, thì học bụi này nó nhỏ, em nói nó nhỏ hơn sợi tóc người. Nó cực kỳ nhỏ. Đây nè, ở đâu đâu có camera nào có đâu. Nè, sạch bon nè. Nè, em thấy không? Sạch bon, sạch bon. Chỉ có một hộp bụi nhỏ ngay đây thôi. Nè, hộp bụi nhỏ ngay đây thôi. Đây. Thì hộp bụi này đối với khách hàng nó trị giá 1 triệu. Nhưng mà cái hộp bụi này từ đâu mà có? Em nói là từ đâu mà có? Thứ nhất là trong những cái dây chuyền sản xuất của Apple như là Foxconn, Wistron hay Pegatron á, thì cái dây chuyền nó không có, gọi là tuyệt đối không bụi bặm, môi trường sạch sẽ hoàn toàn như là cái thằng TSMC. Khi mà sản xuất cái bóng bán dẫn á, là cái chip vi xử lý á, đó nó bắn laser ở trên cái đế silicon á, thì ok, cái đó nó rất là sạch. Anh em mình dùng cái con C, ví dụ cái con A17 Pro trên 15 Pro, 15 Pro Max nè, thì cái chip bán dẫn của nó phải sản xuất trong môi trường cực kỳ vô trùng, cực kỳ sạch. Em mình dùng không? Còn nếu mà trong môi trường lắp ráp á, thì ở trong một cái nhà xưởng rộng á, phải là bự như cái sân bóng đá, bự hơn cái sân bóng đá, thì anh em nghĩ coi nó có bụi bặm hay là có lọc cách mấy nữa, nó có bụi bay vòng vòng không? Dù nó báo là 0.01 bụi PM2.5, thì khi có môi trường nó ra, em nói rồi, anh em mở trong máy, em nói rồi, 1.000 cây cũng có 1.000 cây đều có bụi trong đó. Khi mà anh em sử dụng á, nó sẽ lọt ra ở đâu? Bụi tự thân nó ra đúng không? Bụi tự thân nó ra. Khi mà cái camera này nè, cái focal length nó chuyển động, hoặc là cái OIS chống rung quang học của nó chuyển động á, hoặc là khi anh em xài, anh em đi xe máy, xe hơi gì đó, nó đập vô cái thành cam, nó có những cái ma sát kim loại, nó sẽ có những cái bụi kim loại nó lọt vào trong cảm biến, hoặc là nó hiện ở trong đây nè, nó nằm nổi trong đây nè, nó nhỏ xíu à. Em quay không biết anh em thấy không, nó nhỏ xíu như vậy, em mình dung không? Là những cái này không có. Thì khi mà anh em thấy những cái cục bụi đó, anh em nói à, đó là do lỗi nhà sản xuất. Thì em nói thật luôn, trong thương mại công nghiệp điện tử, kể cả Apple, anh em cứ nhắn với support của Apple, hoặc là hỏi bất kỳ cửa hàng nào, đối với lại em, đó không phải là lỗi nha. Cái clip này sẽ nằm đời đời trên mạng. Em nói rồi, anh em có sơn một chiếc xe, sơn xe Rolls-Royce đi, có một hột bụi nó nằm ở trong sơn nhỏ xíu, một chiếc xe to dài 5,5 m, tự nhiên có một hột sơn, có một hột bụi nhỏ xíu nằm, nó là lỗi nhà sản xuất, phải là sơn lại tao hoặc đổi tao chiếc mới. Thì không ai làm như thế, kể cả em cũng thế, anh em nên nhớ nha. Đây, cái 15 Pro khách mua ngày 26 tháng 3 2024 nè, khách mua online nè, em che hết thông tin lại rồi. Email của nó là 60796. Đây nè, em đang cầm trên tay. Đây, email của nó nè, đúng luôn nha. Đây, 60796, email của nó nha. Và bây giờ là cái máy này nó lên 9 lần sạc. Lúc mà em bán là sạc một lần. Đây, lúc mà em bán là sạc một lần. Khách sẽ được nhận 100 tiền. Đây, số lượng chu kỳ 9 lần. Có nghĩa là sao? Sạc từ 0 lên 100% nó tính là một chu kỳ. Chứ phải cắm ra cắm vô, cắm ra cắm vô là tính một chu kỳ. Thì đơn giản thôi. Khách gửi lên bảo hành bởi vì nó có một hộp bụi trong máy, khách muốn đổi máy khác nè, nó có hộp bụi nhỏ xíu trong đây nè. Em nói em quay camera, em quay nét lắm rồi cũng không thấy, em quay 4K bởi vì nó có một bụi nhỏ xíu thôi, cái này là lao ra hết nè. Em sủi sủi nè, có một bụi nhỏ xíu như vậy. Thì khách gửi lên bảo hành, đây là tin nhắn của khách nè. À, em che lại hết, em không cảm nha. Đây nè, bụi trong cam khách khoanh lại nè, không rớt nè. Thì bây giờ khách gửi lên bảo hành á, thì khách muốn là trợ giá. Đây nè, nếu đúng trong đó có hạt bụi thì cửa hàng phải hỗ trợ giá cho em lên đời khoảng 500 một triệu đấy. Bởi vì chính sách lên đời của bên em mà thu bằng 100% giá bán lẻ. Có nghĩa là cây máy này anh em về xài 1 năm, sau này anh em chán, xài chán chơi rồi anh em bán lại cho em, để mà anh em lên đời 16 Pro, 16 Pro Max gì đó. Ví dụ hai cái đó lệch nhau 3 triệu. Ví dụ từ 15 Pro anh em lên 16 Pro lệch nhau 3 triệu, thì anh em chỉ việc thanh toán cho em 3 triệu thôi, cộng phí xéo hành 500 ngàn, được bảo hành lại 5 tiếp tục. Chính sách anh đang lỗ đó mà hỗ trợ cho khách. Nhưng mà đối với khách á, là hộp bụi này chỉ giá 500 triệu gì đấy, cái là sau này á, em không được thu bằng 100% giá bán lẻ, em phải trừ cái tiền 500 triệu ra vì có một hộp bụi trong máy, bởi vì đó là lỗi của nhà sản xuất. Nè, chị hiểu chứ? Cái là nhắn cho nhân viên bên em á, là nói là chị có hiểu vấn đề là khách đang yêu cầu như vậy. Thì em nói thật luôn, khách gửi phí ship lên là 260 ngàn, 260 ngàn, gửi có bảo hiểm, code các kiểu, khách cái việc ngồi nhà rung đùi thôi, là bên em xử lý hỗ trợ để anh xét. Thì em nói luôn, trường hợp này em sẽ bắt lại 100% tiền cho khách, bắt lại 100% tiền cho khách, và khách chỉ việc chịu phí ship thôi, bởi vì nhân công, shipper, kho hàng, vận chuyển, kỹ thuật
và sale bên em, thậm chí các em cũng cần tiền để sống và họ cần tiền để ăn. Thí dụ mà anh em được, anh em bớt chút thời gian, anh em qua cửa hàng lựa chọn một cái máy ưng ý, không một chấm tí ti chân sạc, không gì hết, đúng ý anh em, thì rất là vô lô, em rất hoan nghênh chuyện đấy. Anh em ngồi nhà, anh em cảm thấy là ông mới ship cho tôi một cái máy, tôi tới tôi nhận máy tôi cảm thấy không ok, tôi phải trả ông bảo hành cho tôi, chịu phí ship hai chiều, ship đi 260, em thu một năm có 300.000 ship bảo hành thôi, cầm được có 300.000 của anh em thôi mà. Thì anh em nghĩ đi, bây giờ ship cái 260.000 cái gì em lỗ, cái này em lỗ, em trả 100% tiền cho khách thôi, khách chịu phí ship giúp em nha. Thay vì ngồi nhà không tới tận nơi tận tiệm nữa mà chọn, mà bắt cho em vì một cục bụi như thế này kêu em đổi máy khác đi thì em không làm được nha, anh em thông cảm nha. Bởi vì khi em chấp nhận cái chuyện đó xảy ra, anh em mình nhớ nha, anh em chỉ cần dung túng hay là anh em dễ dãi, anh em chấp nhận cái vấn đề đó xảy ra thì trong tương lai vấn đề đó sẽ tiếp tục xảy ra. Anh em mình dung không? Ví dụ cái cây máy này khách xài thêm 5-6 tháng nữa, cái focal length đập như nè, nó có hột bụi trong máy nè, nó lòi ra thêm hột bụi mới nè, hoặc là bây giờ chân sạc nè, đó bây giờ cắm ra cắm vào nè, cái vết đó chỉ giá 1 triệu nha, còn cái vết dụ chân sạc cắm ra cắm vô đi, nó nằm trong đây nó bị mẻ nè, cái ti nhựa của nó không có đủ cứng chắc, nó bị mẻ cái phải trừ với em, cái đó 1 triệu các kiểu, thì em chịu thua, em không làm được, anh em đổi bảo hành kiểu đó là em sập tiệm nha, và em thu lại. Em cũng không có làm cái trò hợm hỉnh là anh ơi cái này nó bị xước vết như đầu kim, em fit vết này của anh là 500 triệu như hột bụi này, là anh ơi anh cắm sạc ra cắm sạc vào 365 ngày nó bị xước vết chắc bằng sợi tóc người nằm đây nè, nó ok, anh fit 2 triệu nha, anh không được thu bằng 100% giống lẻ. Em mà làm việc như thế, người ta qua tiệm, người ta quay clip, quay cái mặt em đăng lên mạng á, em hình dung không, người ta vả em á, vì cực kỳ hợm hỉnh và cực kỳ mờ giờ. Em nói thật, em mà làm việc như thế là cực kỳ mà giờ. Khi một cái máy anh em sau một năm, anh em đã từng, em chính sách em làm 7-8 năm nay rồi, anh em lên đời anh em biết, trầy sức nhẹ nhẹ sao, em không trừ một đồng nào hết. Em không trừ một đồng nào hết, anh em về xài bụi bám đầy, anh em đi công trường, anh em sử dụng nó, anh em không có bị ám ảnh cưỡng chế, ám ảnh lưỡng cực, là phải đẹp keng, đúng không? Không một vết trầy, một vết xước đúng không? Anh em cứ xài, về chạy xước sơ sơ, em gỡ ốp lưng ra, ốp lưng vào nó hơi cả góc, nó hơi xước tí, cái máy em đi công trường nó hơi bụi, nó nút đầy kính cam và bụi nó lọt vô trong cam trước cam sau đó, anh thông cảm với em, ok em rất bình thường chuyện đấy. Em làm mấy nghề này, em nói thật luôn, chuyện gì trên đời em nói thiệt á, nghề điện thoại em gặp hết rồi, em nói thật, cả cái việc á mà chui vào toilet nha, em nói thật luôn, trong cuộc đời em nhiều cái nhục nhã lắm. Khách hành em hồi xưa em dễ dãi mà, em mới chui toilet, em cầm cái máy lọc không khí, em cắm vô cái chỗ mà ta máy sấy tóc á, nó em cắm ổ điện, em bật cái lọc không khí lên, em chờ 30 phút, em bật mát công suất chờ 30 phút, xong rồi em đeo khẩu trang vào, em biết để anh chi không, để lấy hộp bụi nha, một hộp bụi nó trong cam trước, mở màn hình ra là khách yêu cầu là phải trong môi trường sạch sẽ vô trùng HAPE gì đó như thế, rồi ok em cũng chèo, em mở ra xong lấy cái bông gòn đeo tay dính cục silicone đó để mà em dính cái gì ra, em dính hột bụi ra để nó không có bụi lọt thêm vào máy, anh em hiểu không, nó vẫn tương đối, em nói là vẫn có bụi lọt thêm vào máy thôi nhưng mà mắt người nhìn không thấy nha, anh em hình dung nha, cuộc đời này em gặp rồi, em mới nói là những trường hợp như vậy em nói thật luôn, và những anh em mua sau luôn nha, nếu mà được anh em tới trực tiếp cửa hàng anh em mua, em ký tên và anh em ký tên, đồng kiểm hai bên, anh em ok anh em cầm máy đó về, trong quá trình sử dụng máy có bị cứng móp trầy xước nhẹ nhẹ hoặc có bụi lọt qua máy nhẹ nhẹ, em vẫn bảo hành cho anh em, em bảo hành một năm rồi một cả cam đớm, em nói thật em bảo hành hết, nút lỗi loa anh em cứng móp bể em sẽ chữa miễn phí không thấy có lần, anh em giờ anh em xài đập cái bọt một cái, anh em một tháng anh em đập 10 cái chăng nữa em cũng hỗ trợ sửa chữa miễn phí cho anh em, không giới hạn số lần, bể nát em trợ giá 50% cho anh em mua ngang một cây khác 30 triệu chỉ cần thanh toán 15 triệu thôi, em làm chính sách tới cỡ này rồi anh em còn muốn gì nữa. Còn anh em cảm thấy mà mua một cái máy mà khó khăn quá hay là tới mức mà em phải giống như là em kiếm lợi nhuận không nổi nữa, em chỉ bán ra cho anh em có một đường lời thôi, lên đời cũng lỗ, bảo hành cũng lỗ, bảo hiểm cũng lỗ, cái gì em cũng lỗ hết, mà bây giờ tới phí ship 260.000 gửi lên bởi vì một bụi thôi, hộp bộ yêu cầu 500 triệu thôi, em không đáp ứng là thế là em lỗ, là em phải nhận máy lại. Nói thật luôn, anh em mua bán ở đó em không làm. Thế nha.